HB Shop. Xin chào các bạn nha. Clip này mình gặp một cái vấn đề, đó là giấy lên như thế này các bạn. Tới cụm sấy thì nó sẽ kẹt, nó không đưa vào cụm sấy được các bạn nha. Thì đây là dòng máy Toshiba 283 các bạn. Thì nếu mà nó bị kẹt một hai tờ thì chúng ta có thể là coi cái độ giấy, hoặc là một số trường hợp khác các bạn như thế này. Còn nếu mà giấy nó đi lên 3-4 lần mà nó kẹt ngay vị trí này các bạn, cái ngay vị trí này nó không đưa lên được sấy nè, cho nên nó kẹt, chữ nó vẫn ra các bạn nha. Thì cái này mình nghĩ có thể là do lỗi cụm sấy nha các bạn. Một là trường hợp nó kẹt giấy trong đây, hai là trường hợp cụm sấy có thể là nó bị bể nhông, nó không kéo được cái rulo sấy và rulo ép. Thì cái nhông nó kết nối với cái nhông của sườn máy, nó kéo cụm sấy này các bạn, thì giấy lên tới đây nó không có lên nữa, cho nên chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta tháo cụm sấy này ra để kiểm tra coi nó bị cái gì nha các bạn. Thì nếu một tờ kẹt á, thì không nói gì các bạn, nhưng mà hai ba tờ lên tới đây nó kẹt đúng cái vị trí này thì chúng ta hãy xử ngay cái cụm sấy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp ra, tháo nắp bên đây ra để rút cái cụm sấy này ra. Đó, chúng ta dặn hai con ốc. Thì trường hợp này nếu mà sấy nó không quay các bạn, thì mình nghĩ ngay tới trường hợp là nó bị bể nhông, nhông sấy các bạn. Rồi, để bây giờ mình rút cái cụm sấy ra đi, rồi chúng ta sẽ xem nguyên nhân của nó nha. Thì sau khi rút hai cái con ốc ra các bạn, thì chúng ta kéo được cụm sấy ra, chúng ta tháo cái socket mấy cái con sensor ra nha. Rồi, chúng ta tháo socket nguồn của nó luôn các bạn, cấp điện cho cái đèn sấy. Thì đây là cụm sấy các bạn. Bây giờ chúng ta đem đi kiểm tra. Đây, mình quay sơ qua thử coi nó như thế nào các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Nó mình quay nhưng mà cái lô sấy lô ép nó không quay luôn nè. Đó. Trường hợp này có chắc là bể nhông rồi các bạn, bể nhông sấy nha. Đứt một chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo ra và kiểm tra thôi để thay thế. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo bốn con ốc ở bốn vị trí này các bạn nha. Đây các bạn, ngay cái vị trí này á, mình nghĩ nó là bị bể nhông các bạn. Đó, ok nè, nhưng mà tới đây thì nó bị tuôn nè. Mình lăn qua một vài nhông rồi. Thì lúc này quay được các bạn. Đó, tới đây nó bị tuôn nhông. Rồi, chúng ta tiến hành tháo ra hết thôi.
Chúng ta để ốc một bên, chúng ta lấy cái hai cái lò xo các bạn ha, hai vị trí hai lò xo này. Rồi chúng ta dỡ luôn cái nắp lên các bạn ha, chúng ta lấy ra. Cái nhông ở vị trí này thì nó ít hư các bạn ha. Đây, nhông ở trong nó bể nè. Một miếng. Hai miếng các bạn. Vậy là nó còn một miếng nữa nằm ở trong ha, đây. Thì để nó chúng ta sẽ tháo luôn hai cái đèn ra các bạn. Hai bóng đèn này chúng ta tháo cẩn thận nha. Đó. Để nó bị bể các bạn. Một con ốc, hai con ốc. Tương tự đầu và tay cũng vậy các bạn. Chúng ta tháo hai con ốc ra. Chúng ta rút bóng đèn nó ra các bạn, chúng ta để cẩn thận nha, nó bằng thủy tinh cho nên rất là dễ bị vỡ nha. Đó, chúng ta để qua một bên, đây bóng đây, nó đốt, bóng này nó cấp điện vô nó đốt sáng lên các bạn, làm cho lô sấy mình nó nóng lên nha. Một cây, thêm một cây nữa các bạn, nó hai cây rồi. Rồi các bạn sau khi lấy hai đèn ra cho xong thì chúng ta cứ dỡ cái lô sấy lên các bạn. Thì tương tự như chúng ta thay cái lô sấy thôi. Nhưng mà cái này là lô sấy chúng ta vẫn còn đẹp, ok. Thì trường hợp này chúng ta chỉ cần thay cái nhông sấy là xong các bạn. Đây, nó còn một miếng nằm ở trong nữa đây các bạn. Đây, ba miếng. Bể làm 3 miếng nhông sấy nè ha. Thì trường hợp chúng ta xài á, thì thường xuyên là bị cái này các bạn, cho nên mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái nhông để chúng ta thay thế ha. Đó các bạn. Rồi chúng ta tháo cái ron này ra các bạn. Nè, sau đó chúng ta rắn cái nhông sấy vào là ok. Đó, chúng ta tháo cái ở cái này ra. Chúng ta có cái nhông sấy mới thì chúng ta gắn vào. Đó, chúng ta kê vào các bạn. Chúng ta đảo lại. Ngay cái rắc này nè, cái rắc này nó nằm, cái rắc mà có hở một chút nè, nó nằm phía trong. Ok, để chống cái này ra các bạn, để chúng ta gài cái khoen nó vào.
Rồi, ok. Đây, nó khóa rồi đây. Sau khi thay xong chúng ta lắp vào lại các bạn. Thì sẵn mà làm luôn các bạn. Chúng ta tháo ra, chúng ta tiến hành vệ sinh mấy con sensor nhiệt luôn. Để nó đóng mực. Rất là dơ các bạn. À, đóng mực thì nó sẽ báo nhiệt độ sai. Nó quay các bạn. À, nó quay hoài, nó chờ đủ nhiệt thì nó mới phô. Đó, chúng ta cạo ra cho nó sạch luôn. Ba con 1, 2, 3. À, đây. 1, 2, 3. Rồi chúng ta tiến hành lắp vào lại các bạn. Rồi, ok. Chúng ta gắn đèn nó lại. Hai cái đèn này chúng ta gắn phía trên và hoặc là phía dưới đều được ha. Rồi, chúng ta câu vào, bắt ốc vào luôn. Rồi chúng ta gắn luôn cái đèn phía dưới. Ta gắn cái đèn thứ hai vào. Nó nằm ở vị trí phía trên như thế này các bạn ha. Chúng ta tiến hành bắt ốc lại luôn. Chúng ta dặn cái này dặn vừa thôi các bạn, đừng có siết quá nha, siết thì nó có thể là nó bể, nó gãy cái đầu của bóng đèn. Chúng ta dặn vừa siết thôi. Đó, ok các bạn ha. Rồi, chúng ta đậy cái nắp lại. Đây, các bạn thấy không? Mấy cái cò tách giấy nè. Nó cũng đóng mực khá là nhiều. Đó. Thì tháo ra chúng ta tiến hành vệ sinh luôn các bạn ha. Chúng ta cào ra. Tại trong quá trình mà chúng ta photo á thì mực nó sẽ đóng ở đây, lâu ngày nó sẽ cứng mấy vị trí này, thì cái cò tách giấy này á nó sẽ giúp cho giấy nó lên ok, không là do mấy cò nữa các bạn. Còn nếu không nó sẽ hay xảy ra trường hợp là bị kẹt. Kẹt giấy ngay cái khi mà giấy đi lên cái cụm sấy các bạn. Nó sẽ xảy ra trường hợp là kẹt giấy ngay cụm sấy, tức là giấy nó đã lên, nó đã ra rồi nhưng mà nó vướng lại ở trong cái rulo ép và rulo sấy, nó sẽ mắc cái này lại, nó dở cò lên như thế này các bạn. Sau khi chúng ta vệ sinh xong mấy cái cò tách giấy các bạn, chúng ta tiến hành lắp vào luôn các bạn. Chân nhông. Ta để đúng vị trí chúng ta bắt cửa vào các bạn ha. Rồi, ok. Đó, chúng ta giờ bắt đầu nó quay rồi nè các bạn. Đó.
Ok, chúng ta tiến hành lắp vào thôi. Ở đây chúng ta chú ý cho các bạn cái răng này nè, cái phần lòi thịt đó, thịt ở phía trong đây nó sẽ dư ra phía bên ngoài này nha các bạn, để cho cái nguyên cái bánh nhông này nó tì lên sát với cái nhông sấy luôn, nó tiếp xúc nhiều hơn thì chúng ta mới quay ok nha các bạn. Nếu mà chúng ta lắp ngược nó vẫn quay, nhưng mà nó chỉ tiếp xúc được nửa cái răng này thôi. Ta bóp lại luôn. Rồi, chúng ta bắt cái lò xo luôn đó các bạn. Đó. Đây. Thì nó có hai mức các bạn. Các bạn có thể là chúng ta gắn ở mức 1 hay mức 2. Rồi ok các bạn. Ta gắn ở mức 2 cho nó căng ra. Ha. Rồi, chúng ta xoay thử các bạn ha. Ok, rồi, lắp rồi. Cái lô ép nè các bạn, lô ép nằm phía dưới này, ở trên là lô sấy. Lô ép thì nó mềm nha các bạn. Chúng ta tránh để nó bị trầy tróc cái lớp này thì nó sẽ dính mực. Ở trên đây là cái lớp chống dính, ha, chống dính mực các bạn. Rồi, sau khi thay xong mình bắt lại rồi các bạn ha, lấy giấy kẹt ra luôn. Đóng nắp lại, bật máy, chúng ta test. Rồi, các bạn thấy clip của mình chia sẻ ý nghĩa và hay thì hãy cho mình một like nha. Đăng ký kênh để có nhiều video bổ ích hơn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bấm phô một tờ thử. Ok các bạn, giấy ra rồi ha. Ok, vậy là sau khi thay nhông sấy thì máy hoạt động ok trở lại. Rồi, thì clip này chúng ta cùng nhau thay cái nhông sấy của cụm sấy dòng máy Toshiba 283. Thì các bạn nào có ý kiến thì để lại bình luận để chúng ta cùng nhau chia sẻ nha các bạn. HB Shop, thân chào các bạn.